Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe VinFast VF6, chiếc xe ô tô thuần điện hiện tại vẫn đang cực kỳ hot của bên phía VinFast. Mà trong video ngày hôm nay, thời điểm dịp ngày mùng 1 tháng 12 năm 2024, ngày đầu tiên của tháng mới nhất này và là tháng cuối cùng của năm 2024 rồi, mình đã cập nhật được về chính sách giá bán hàng khuyến mại. Tại thời điểm này có sự điều chỉnh giá rất mạnh so với thời điểm của tháng 11 dành cho từng phiên bản của VinFast VF6. Những ưu đãi về gói quà tặng, phụ kiện khuyến mại và mức giá lăn bánh thay đổi mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang để ý quan tâm theo dõi về cái chiếc xe này. VinFast VF6 là một chiếc xe ô tô thuần điện, ít nhất tại thời điểm này chúng ta đang không mất một đồng lệ phí trước bạ nào. Bên phía nhà nước đang hỗ trợ là 100% lệ phí trước bạ. Là một cái chiếc xe mà tại thời điểm này tầm tiền tầm giá lăn bánh. Nếu như mà anh chị quan tâm về Hyundai Creta, quan tâm về X-Force, quan tâm về Kia Seltos, những cái chiếc xe máy xăng, thì cùng tầm tiền như vậy chúng ta có thể lấy được về VinFast VF6. Bên phía hãng thì đang phân phối VF6 với hai phiên bản. Một là VF6 phiên bản tiêu chuẩn và hai là VF6 phiên bản Plus. Từng phiên bản dịp đầu tháng này đều có sự khuyến mại thay đổi giá và lăn bánh cũng rất là mạnh. Cụ thể chi tiết mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta nắm được và cân đối mức tài chính. Phiên bản đầu tiên đó là VF6 phiên bản tiêu chuẩn. Chúng ta sẽ có hai phương án bán hàng nhé. Một là chúng ta thuê pin, hai là chúng ta mua pin với những cái chiếc xe máy điện của bên phía VinFast. VF6 tiêu chuẩn này, nếu như mà chúng ta thuê pin, hiện tại mức niêm yết đề xuất của nó sẽ là 675 triệu đồng. Chúng ta sẽ có hai phương án khuyến mại. Phương án thứ nhất, chúng ta lựa chọn về chương trình quà tặng, sẽ tặng 10 triệu vào tài khoản VinClub. Chúng ta sẽ được sạc free đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Chúng ta sẽ được gửi xe miễn phí tại tất cả các cơ sở của bên phía VinGroup. Đó là phương án bán hàng thứ nhất, quà tặng anh chị ạ. Còn nếu như mà không lấy cái quà tặng như mình vừa nêu, chúng ta lựa chọn giảm quy hết ra tiền mặt, giảm trực tiếp luôn dịp đầu tháng 12 này, sẽ là giảm 55 triệu đồng tiền mặt, 675 trừ 5 năm còn 620 triệu đồng. Để mà lăn bánh được ở tỉnh, chúng ta sẽ bỏ ra là 620 triệu. Ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 645 triệu đồng. Quý quan ạ, ở tỉnh là 620, ở Hà Nội là 645 và thành phố Hồ Chí Minh cũng là 645. Mức lăn bánh này thay đổi khá nhiều so với thời điểm của tháng 11, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta có nhu cầu lấy trả góp của VF6 bản tiêu chuẩn theo phương án mà chúng ta thuê pin này, ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 191 triệu, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 211 triệu đồng, tỉnh là 191, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 211 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Đó là phương án thuê pin của VF6 bản tiêu chuẩn. Tiếp theo, vẫn là bản tiêu chuẩn nhưng mà chúng ta mua pin luôn thì như thế nào? Mua pin thì giá niêm yết đề xuất của nó sẽ là 765 triệu đồng. Đại lý sẽ giảm giá về tiền mặt, tất cả các khuyến mại quy hết ra tiền mặt nhá, là 55 triệu đồng tiền mặt, giá xe còn lại 710 triệu đồng. Lăn bánh ở tỉnh của mua pin bản tiêu chuẩn là 715 triệu, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 735 triệu đồng. Ở tỉnh là 715, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 735 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Còn nếu như mà chúng ta mua trả góp theo phương án mua pin này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 218 triệu. Ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 238 triệu đồng. Tỉnh là 218, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 238 triệu là mang xe về của VF6 bản tiêu chuẩn, đúng không ạ? Tiếp theo, phía trên bản tiêu chuẩn đó là VF6 phiên bản Plus. Bản Plus là phiên bản trước mắt quý các bạn đây. Nhìn cảm quan bên ngoài, nhìn VF6 cực kỳ là hút mắt, nịnh mắt luôn. Chúng ta sẽ vẫn có hai phương án bán hàng nhé. Một là thuê pin, hai là chúng ta mua pin. Với thuê pin thì hiện tại niêm yết đề xuất của nó đang là 765 triệu đồng. Lựa chọn theo phương án về quà tặng, phương án 1 thì chúng ta sẽ có 10 triệu đồng trong tài khoản VinClub. Chúng ta được sạc miễn phí đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Chúng ta sẽ được gửi xe miễn phí tại tất cả các cơ sở của Vin. Thế còn nếu như mà không lấy quà tặng nêu trên mà chúng ta quy hết ra tiền mặt, bản này giảm luôn sẽ được là 57 triệu đồng tiền mặt, 765 trừ đi 57 triệu, giá xe còn lại 708 triệu đồng.
Theo mình thì chúng ta lựa chọn theo cái phương án mà giảm luôn hết về tiền mặt thì nó sẽ là tối ưu hơn tại cái thời điểm này. 708 lăn bánh ở tỉnh 713 triệu, ở Hà Nội 733 triệu và thành phố Hồ Chí Minh cũng là 733, ở tỉnh là 713, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 733 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng của VF6 Plus theo phương án mà chúng ta thuê pin. Còn nếu như mà chúng ta mua trả góp ấy, ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 217 triệu. Ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu bỏ ra là 237 triệu đồng. Tỉnh là 217, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 237 anh chị nhá. Tiếp theo, VF6 Plus lựa chọn theo cái hình thức mà chúng ta mua pin luôn thì như thế nào? Niêm yết đề xuất của nó 855 triệu đồng. Mình lựa chọn luôn, đó là quy hết các loại khuyến mại ra tiền mặt, cũng sẽ giảm là 57 triệu đồng tiền mặt. Giá xe còn lại 798 triệu đồng. Lăn bánh ở tỉnh 803 triệu. Lăn bánh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 823 triệu đồng. Ở tỉnh là 803, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 823 theo phương án mà chúng ta mua pin của VF6 Plus. Và nếu như mà lấy trả góp bản này thì đâu đó ở tỉnh sẽ cần chuẩn bị số tiền tối thiểu là 245 triệu. Ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 265 triệu đồng mang xe về. Tỉnh là 245, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 265 anh chị nhá. Với những anh chị khách hàng mà chúng ta thuê pin của VF6 Plus hoặc là VF6 bản tiêu chuẩn ấy thì chúng ta sẽ mất thêm một cái chi phí hàng tháng nữa, đó là chi phí thuê pin. Nếu như mà chạy dưới 1.500 km trên một tháng thì sẽ bỏ ra là 1 triệu 4 trên một tháng. Mà chạy đến 3.000, từ 1.500 đến 3.000 km một tháng sẽ bỏ ra là 1 triệu 8. Còn nếu như mà chúng ta chạy nhiều hơn, chạy hơn 3.000 km một tháng thì sẽ bỏ ra chi phí thuê là 3 triệu đồng trên một tháng anh chị nhá. Một cái mức chi phí bỏ ra hàng tháng theo phương án thuê pin mình nghĩ cũng rất là phù hợp, rất là kinh tế. Vậy thì đó là cái chính sách của VF6 trong dịp đầu tháng 12 mà Topcar VN cập nhật. Anh chị nào mà quan tâm theo dõi, cần xem xe, cần lái thử về VF6 hay đang cần một cái thông tin gì đó cụ thể chi tiết hơn nữa, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý cho các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhiều quý cho các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.